Ngày 22 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định bắt khẩn cấp Lê Đức Hoàng, sinh năm 2000, ngụ tỉnh Ninh Thuận, trú quận Tân Bình để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, rạng sáng ngày 19 tháng 8, Hoàng bắt xe ôm đi từ nhà trọ ở quận Tân Bình tới đường Trương Định, phường 9, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh với ý định tìm kiếm nhà dân để trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, Hoàng không thấy nhà nào sơ hở nên đi bộ về đường Lý Chính Thắng. Khi đến trước số 202 đường Lý Chính Thắng, thì phát hiện bảo vệ một công ty đang nằm ngủ trước cửa. Lúc này, Hoàng leo vào trong rồi lấy 11 laptop bỏ vào túi và leo ra ngoài đón xe đi về tiệm game ở đường số 5, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức chơi game. Đến sáng ngày 19 tháng 8, Hoàng mang 11 laptop bán cho một người ở phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức, được gần 30 triệu đồng rồi về phòng trọ nằm ngủ. Sáng ngày 20 tháng 8, bằng nghiệp vụ trinh sát, công an quận 3 phát hiện Hoàng đi xe máy SH trên đại lộ Phạm Văn Đồng nên mời về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Hoàng thừa nhận gây ra vụ trộm nói trên. Hoàng khai từng là nhân viên phục vụ ở nhà hàng, quán karaoke nhưng nghiện game nên nghỉ việc. Trộm được 11 laptop, Hoàng bán lấy tiền tiêu xài. Sáng hôm sau, Hoàng mượn xe máy của người bạn đi mua máy iPad về chơi game thì bị công an mời về trụ sở. Ngoài ra, Hoàng khai thực hiện hai vụ đột nhập vào nhà dân, công ty ở quận Tân Bình và quận 1, lấy được 15 laptop, một chiếc điện thoại di động. Tài sản trộm được, Hoàng bán tiêu xài cá nhân và chơi game. Mỗi lần Hoàng bắt xe ôm công nghệ đi gây án.